Nam giới bổ thận, dưỡng tinh, nữ giới hết mọi bệnh tật. Nhờ làm động tác đơn giản này, chuyên gia đông y cho rằng kiễng gót chân có thể mang lại lợi ích không hề nhỏ đối với sức khỏe. Chân được xem là cửa ngõ của cơ thể, gót chân vững thì người dẻo dai, khỏe mạnh. Nhiều người thường xuyên đi mát xa chân, xoa bóp chân vì thấy làm như vậy rất thư giãn và dễ chịu. Lâu dần thành thói quen, không làm vậy là sẽ thấy cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Theo các chuyên gia đông y, vùng bàn chân có rất nhiều huyệt vị, trung tâm thần kinh, đại diện cho một số bộ phận khác trong nội tạng. Kiễng gót chân là một động tác có từ lâu, bởi những tác dụng vô cùng lớn đối với sức khỏe. Sau một thời gian dài không ai để ý, bỗng chốc nổi lên thành một phong trào rèn luyện sức khỏe. Thực ra kiễng chân là động tác không có gì lạ, chúng ta vẫn làm chúng một cách vô thức hàng ngày. Nhưng theo chuyên gia đông y, nếu chúng ta làm điều đó một cách có ý thức thì tác dụng đối với sức khỏe là vô cùng tuyệt vời. Cách thực hiện: dùng lực kiễng chân cao hết sức có thể, sau đó thả lỏng và hạ xuống. Trọng lực cơ thể dồn vào ngón chân khi kiễng cao, thực hiện lại khoảng 20 đến 30 lần mỗi khi tập. Mỗi ngày làm được 7 lần như vậy vào thời gian bất kỳ sẽ cảm nhận được tác dụng rất rõ ràng. Cách này từ lâu cũng được áp dụng trong nhiều bài tập thể dục ở trường học, cơ sở đông y, vật lý trị liệu, các trung tâm thể dục thể thao, nhưng nhiều người không để ý. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. Tác dụng cụ thể của động tác kiễng chân đối với sức khỏe. 1. Dưỡng thận, dưỡng tinh. Nam giới thường xuyên kiễng chân giúp bổ thận, bài tiết thuận lợi. Kèm theo đó sẽ có tác dụng bổ tinh, dưỡng tinh khỏe mạnh. Phụ nữ kiễng chân và nhảy nhẹ thường xuyên làm tăng khả năng dẻo dai của cơ thể, dưỡng thận, bài tiết thuận lợi. 2. Giảm táo bón, bệnh trĩ. Khi kiễng chân làm tăng các hoạt động co bóp của hậu môn, giúp bệnh nhân táo bón cải thiện tình trạng bệnh thông ruột, dạ dày. Người bị trĩ nên tập thường xuyên để hậu môn làm việc có quy luật, làm giảm bệnh trĩ. 3. Giảm bệnh bí tiểu, tiểu không hết. Theo y học cổ truyền, bệnh liên quan đến tiết niệu, bàng quang và tuyến tiền liệt đa phần xuất phát từ việc khí huyết không lưu thông tốt. Gót chân là điểm đại diện thần kinh điều khiển của bàng quang. Khi massage hay kiễng chân có thể giúp cho người bị các bệnh về bài tiết giảm triệu chứng bệnh đáng kể. 4. Làm cho não khỏe mạnh hơn. Căn cứ vào phương pháp định vị 3 chiều, vị trí gót chân sẽ tương đương với đại não của con người. Việc kích thích gót chân có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu não, khí huyết lưu thông tốt hơn. Trong đông y, khi trẻ em mắc bệnh não sẽ được khuyên dùng phương pháp massage chân thường xuyên và coi đó là một biện pháp trị liệu hiệu quả nhằm khôi phục chức năng não bộ. 5. Làm tỉnh não bộ. Người lớn làm việc quá áp lực, học sinh phải học hành nhiều sẽ có cảm giác bất lực, trí óc giống như muốn làm việc tốt hơn nhưng não không đủ khả năng để đáp ứng. Những lúc như vậy, nếu đứng dậy và kiễng gót chân sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn, đánh thức thần kinh não, đầu óc sáng suốt và minh mẫn hơn. 6. Thư giãn, giúp thần kinh bớt căng thẳng. Khi cuộc sống và công việc có nhịp độ quá nhanh sẽ làm cho các dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng và áp lực. Kiễng gót chân vào lúc này giúp bạn giải tỏa căng thẳng, giảm cường độ làm việc của hệ thần kinh. Massage chân sẽ kích thích phản xạ não, tiết kiệm thời gian rất nhiều so với các phương pháp thư giãn khác. 7. Chống trầm cảm. Ngày nay, trầm cảm đã được xem là một loại bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ người mắc bệnh tăng lên nhanh chóng. Mặc dù trầm cảm không phải là bệnh hiểm nghèo, nhưng lại gây phiền toái tới tinh thần và giảm chất lượng sống của người bệnh. Kiễng chân giúp bạn lấy lại tinh thần, bổ sung kịp thời khí huyết lên não, giải tỏa căng thẳng, chống trầm cảm. 8. Ngăn ngừa và điều trị đột quỵ, dưỡng tim. Đột quỵ là căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi. Nguyên nhân chính cũng là do thiếu máu lên não, khí huyết lưu thông kém hoặc xuất huyết não. Những người thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu,
nên chú ý kiễng gót chân để tăng cường hiệu quả hồi phục bệnh. 9. Thon gọn cơ thể, làm nhỏ đôi chân. Kiễng chân để duy trì sự thăng bằng cho cơ thể. Khi đẩy trọng lượng về phía trước, bắp chân và đùi sẽ được kéo căng và đẩy lên cao. Lâu dần sẽ làm cho chân thon gọn, săn chắc. Kiễng chân còn giúp làm mềm các khớp, tăng sự dẻo dai cho hệ xương sống. Tiêu hao mỡ giúp cơ thể thon gọn hơn. Và cuối cùng, 10. Lưu thông máu, giảm sưng, phù, tê chân. Khi chúng ta phải đứng hoặc ngồi quá lâu trong một tư thế sẽ gây ra chứng mỏi chân, sưng phù hoặc tê chân. Nếu thực hành động tác kiễng chân có thể nhanh chóng lưu thông khí huyết và đánh thức hệ thần kinh. Những người tập kiễng chân một thời gian cũng sẽ giảm được bệnh thiếu máu lên não, ngồi xuống đứng dậy đột ngột bị hoa mắt, chóng mặt và ù tai. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe. Dành thời gian theo dõi kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.